sang chơi đây. Vệ sinh ở sân chơi hay sao? Nhìn dơ quá đi à. Xin chào. Rất vui được gặp bạn. Cô bé nhếch nhác này là ai vậy? À ơi, chào bạn. Bạn chơi một mình á, để mình đẩy răng nha. Ê, không cần đâu, mình tự đẩy được rồi. Cứ để mình đẩy cho. Như vậy sẽ chơi vui hơn. Mà bạn tên gì? Gia đình mình nói chuyện tới. Mẹ ơi. Ủa, Barbie à, có chuyện gì vậy con? Hả? À, mẹ ơi, nhanh lên, con phải đi tắm ngay bây giờ. Ở ngoài sân chơi có một cô bé dơ ơi là dơ luôn, đụng vào người con đó mẹ. Nghe con nói thì chắc là chơi không có được vui rồi. Nè, quần áo sạch đây. Thiệt là, sao thằng bé lại như vậy? Nó khác một trời một vực với con bé Shadow luôn. Thì sao chứ, đã ra sân chơi thì ai mà không bị dơ hả mẹ? À, chuyện đó thì mẹ biết. Nhiều khi đã về đến nhà mà con còn làm biếng không chịu đi tắm nữa kìa. Thậm chí nếu mẹ không nhắc thì con không thèm thay vớ và đồ lót luôn. Trời ơi, nước lạnh quá đây. Mẹ ơi. Chị hai, chị mai dọn phòng đi. Phòng của chị bừa bộn quá à. Em đang nói cái gì vậy? Chị thấy sạch quá rồi. Chị ơi, tôi về quá đi. Chị mau tránh ra đi, em dọn cho. Thánh sạch sẽ có khác ha. Em thích thì em cứ thoải mái dọn đi, chị sẽ không quan tâm. Rồi em sẽ độc thân cả đời cho mà coi. Con gái thường không thích những chàng trai quá sạch sẽ và tỉ mỉ như vậy đâu. Em cũng không thèm lấy người nào ở dơi giống như chị hai đâu. Em nói cái gì chứ? Barbie, con đang ở đây hả? Ôi trời, con đang dọn dẹp hả? Đúng là đứa bé ngoan nha. Con trai của chị đáng yêu thiệt luôn đó. Barbie à, con mau ra đây đi, có bạn đến chơi nè. Bạn của con sao? À, chào bạn. Là người ở sân chơi hồi nãy. Bạn ấy là hàng xóm mới của chúng ta đó con. Hai đứa con cùng tuổi với nhau, hãy làm quen với nhau đi. Ôi chết, tôi xin lỗi. Con bé làm dơ hết nhà của chị rồi. Không sao đâu chị, chúng tôi có thể dọn dẹp lại được mà. Con gái lớn của tôi giỏi giang lắm, chị cứ để đó, nó sẽ dọn dẹp hết cho. Con là Choi Shadow, chị lớn của hai đứa em, đứa hân hạnh được biết bác. Em rất biết cách chơi có đúng không? Hãy chăm sóc cho em trai của chị nha. Dạ. Chăm sóc cái gì chứ? Em có phải là con nít đâu. Em đúng là con nít còn gì nữa. Bây giờ chúng ta ra ngoài sân chơi đi. Tay của bạn dơ quá đi à. Con bị sao vậy hả Barbie? Sao bạn cứ bám theo mình hoài vậy? Đi chỗ khác đi. Tụi mình chơi bóng chuyền được không? Không được. Bạn mà đụng vô bóng của mình là sẽ dơ đó. Mình sạch rồi nè. Mình không muốn chơi với bạn. Vậy chúng ta cùng đi tắm đi, sau đó mình cùng chơi được không? Mình không thích. Sao bạn vẫn không chịu hiểu vậy? Tắm rồi cũng không có ích lợi gì đâu. Nghe đây, bạn dơ quá cho nên mình rất ghét bạn. Đừng bao giờ đến nhà của mình chơi nữa, bạn nghe rõ không? Mẹ ơi, mẹ đừng cho bạn ấy vào nhà mình nữa có được không? Con trai, con đang nói ai vậy? Thì có bạn mới chuyển tới đó.
Con không thích bạn ấy vào nhà của mình chơi đâu mẹ ơi. Sao vậy? Sao hai đứa cãi nhau vậy? Dạ không phải đâu ba, chỉ tại bạn ấy ở dơ quá thôi. Để bạn ấy vô nhà của mình, bạn ấy sẽ làm dơ hết cho mà coi. Bà Bi à, nét đẹp từ bên trong mới là giá trị thật sự của một con người. Đâu phải ai cũng như mẹ của con, đẹp cả nết lẫn cả cười, hiếm gặp lắm đó con à. Sao cũng được, nhưng nói chung là con không thích bạn ấy đâu. Nhìn đi kìa, Barbie của chúng ta đã lớn, đã tới tuổi đi nhà trẻ rồi. Đúng là nhanh thiệt đó. Mới ngày nào chị còn phải giúp mẹ thay tải và cõng em đi chơi khắp làng khắp xóm. Mimi à, em còn nhớ không? Tất nhiên rồi. Ôi trời đất ơi, con nói mà cứ như thiệt, ai mà tin con được hả cha đâu. Con không chỉ lấy mất thời gian quý báu của mẹ, mà còn không bao giờ chăm sóc em và mẹ nữa. Con có biết là mẹ phải tốn biết bao nhiêu tiền để đền bù thiệt hại con gây ra hay không hả? Sao mẹ lại như vậy chứ? Trong ngày quan trọng như vậy mà cứ nhắc tới chuyện cũ hoài. Hả? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, tay áo của con bị dơ hết. Ủa? Rồi à, được rồi, để mẹ giặt sạch cho con nha. Bệnh sạch sẽ lại nhập vào em ấy nữa rồi kìa. Cứ như vậy thì em ấy sẽ khó hòa nhập ở trường lắm. Chẳng không cần chỉnh. Các em ơi, hôm nay chúng ta có một chuyến đi ngoại khóa, và lớp mình cũng sẽ có thêm một bạn học mới nữa đó. Xinh đẹp này giống y như bạn vậy đó. Vậy hả? Cảm ơn bạn. À mà China nè, bạn có muốn qua nhà mình chơi không? Sao? Bạn nói thật chứ, mình có thể qua chơi. Mong là bạn sẽ tới. Mình biết rồi. Thưa mẹ, con đi học mới về. Chào em trai. Như vậy chắc là được rồi ha. Em sạch sẽ hơn mức bình thường rồi đó. Có người nào đặc biệt sẽ tới hay sao? Dạ, trong lớp em có một bạn rất là dễ thương mới chuyển tới, cho nên em mời bạn ấy qua nhà mình chơi đó. Cần gì phải vậy? Thế nào các bạn cũng sẽ làm mọi thứ bừa bộn lên hết cho coi. Là con gái hả? Có xinh không? Tất nhiên rồi, bạn ấy còn dễ thương hơn các chị và mẹ cộng lại nữa đó. Em nói cái gì? Giang ghê. Bạn ấy tới rồi, mình ra liền đây China ơi. Cái thằng này thiệt là. Chào mừng bạn tới nhà của mình China. Chào bạn Giang ghê. Xin lỗi vì mình bận một chút xíu nên hơi trễ. Wow, cô bé này xinh không ghê á. Không sao, cái gì đâu, bạn tới là vui rồi. Mời bạn vô nhà mình chơi. Có thật là mình được vào không? Tất nhiên là được rồi, mình còn dọn nhà sạch sẽ để đón bạn nữa đó. Bạn mau vào đi. Thật không hổ danh là thánh sạch sẽ. Hả? Ý của bạn là sao China? Lần trước bạn cấm mình không được đến nhà bạn chơi mà. Bạn còn nói mình là đồ ở dơ nữa đó. Bộ bạn không nhớ sao? Không thể nào. Bây giờ bạn đã nhớ ra chưa? Sao lại có chuyện đó được? Là các bạn của trường mình. Chào China, xin lỗi đã tới trễ nha. Sao bạn đi nhanh quá à? Không chờ tụi mình gì hết vậy? Ủa, Sungi, chào bạn. Nghe nói bạn mời tụi mình tới nhà bạn chơi đúng không? Mình mời hồi nào? Thôi chết rồi. Em không sao chứ? Qua có xe đạp nè. Xe đạp của mình. Các bạn mau tránh ra. Trả lại xe cho mình. Mình nói là đứng lại đây mà. Trả lại đây. Đứng lại đó. China, giờ bạn muốn làm gì? Có muốn vô trong nhà chơi không? Thôi đi, chơi ở ngoài vườn vui hơn. Không sao, chơi ở ngoài vườn hay trong nhà đều được hả? Wow. Các bạn ơi, chúng ta cùng ăn thôi. Nhìn ngon quá đi. Quá. Đúng rồi đó. Nhà bạn thật thiệt. Đúng rồi.
chơi vui thiệt ha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Cảm ơn nhiều nha, Sơn Ghi. Gina, qua nhà mình chơi tiếp đi. Tụi mình sẽ cùng ăn đá bào. Em vẫn ổn chứ, ba Bi? Ý, chị là sao? Nhìn em mắc cười quá chứ sao? Mẹ mua đôi mới đi. Mua mới làm gì, chỉ cần may lại là được rồi. Vậy mất cổ với bạn bè lắm. Có ai mà nhìn dưới chân của con đâu chứ. Con ráng mang hết mùa đông này, năm sau mẹ mua vớ mới cho. Nhưng mà mẹ ơi, lũ bụt lỗ lớn luôn á. Đừng có mà càm đàm nữa, đi chỗ khác chơi. Thời buổi này ai mà mang vớ giá tùm lum đi ra đường chứ, người ta cười chết. Con phải nên cảm ơn mẹ, vì ít ra con còn có vớ để mang. Mẹ còn phải lo rất nhiều thứ cho gia đình của chúng ta nữa. Với tiền lương ít ỏi của ba con thì đâu có đủ. Con hiểu chưa hả? Chắc chắn là ba của con phải vất vả lắm. Ý, cái con nhỏ này nói gì vậy? Chị ơi, ủa? Sao ba vẫn chưa về nữa? Chị không biết, chắc có lẽ là ba đã uống rượu say rồi. Ê, em không nghĩ vậy, hôm nay ba không uống rượu đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương, cho nên chắc chắn là ba của con đã đi uống rượu với đồng nghiệp rồi. Thôi chết rồi. Mình ơi. Hả? Mình làm gì ở đây vậy? Ba. Còn mình đang làm gì ngoài đây mà giờ không chịu về nhà hả mình? Thật ra là anh... Mình lại say xỉn đó phải không mình? Thật sự thì anh muốn đi về nhà sớm lắm. Nhưng mà sếp của anh cứ ép anh phải uống một vài ly á mà. Mình nghĩ là em khờ khạo sẽ tin mấy lời nói dối của mình hay sao? Lãnh tiền thưởng mùa đông rồi có phải không? Mau đưa cho em đi, nhanh lên. Xài hết rồi hả? Không không không, anh không dám đụng tới số tiền đó đâu mà. Vậy tiền thưởng mùa đông đâu rồi? Đưa em mau. Anh lỡ làm mất nó rồi. Cái ông này dám làm mất hả? Cuộc thi những giọng hát hay. Ôi trời ơi, em phải làm kim chi nhưng mà rau cải bây giờ mắc quá trời. Rồi còn phải thanh toán tiền ga, tiền điện, tiền nước nữa. Bây giờ chúng ta phải sống làm sao đây? Nhất định anh sẽ tìm cách giải quyết mà. Nên anh xin em đừng nói nữa. Là cậu? Phải, cả nhà đều ở nhà hết sao? Xin chào tất cả mọi người. Được. Em lên Seoul làm cái gì vậy? Chị ơi thôi mà, phải có chuyện gì mới thăm anh chị được hay sao? Có đúng như vậy không anh? Phải, chú nói đúng lắm. Em đói bụng quá. Chị ơi có gì ăn không hả? Mà nhân tiện cũng nói luôn, em ở đây khoảng một tháng được chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ ai bị mất tiền hay sao? Nè, em lặng cái đi, em ồn ào quá hả? Đúng thật là, chị bị làm sao vậy hả? Em đã đến ăn bám nhà người ta rồi còn gây ồn ào nữa. Bây giờ em mau về quê đi. Chị ơi, hai chị em mình bao nhiêu lâu không gặp rồi mà. Ôi, làm ơn bỏ giọng điệu đó giùm tôi. Nếu chị đối xử với em như vậy á, sau này chị sẽ phải hối hận đó. Còn lâu mới hối hận à. Nè, chị coi đi. Cuộc thi những giọng hát hay, giải thưởng cho người thắng là 100.000 won và còn tặng thêm một lò sưởi cao cấp. Thôi đừng, mẹ xem ở đâu vậy? Chị đã tin em chưa? Chị không nghĩ em sẽ chia giải thưởng này với chị hay sao? Em thực sự nghĩ mình sẽ chiến thắng hả? Dĩ nhiên là vậy rồi, bài nhạc rock của em sẽ thắng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử một lần. Choi Chadu, Choi Mimi, Choi Sungi, tập hợp. Các con có muốn ăn ngon hay không? Trả lời. Dạ có. Các con có muốn sống trong ngôi nhà ấm áp không? Dạ có. Chadu, con có muốn mua vớ mới không? Dạ có.
Nếu tất cả các con đều muốn như vậy thì các con nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi hát lần này. Bằng bất cứ giá nào cũng chiến thắng, dù khó khăn như thế nào cũng phải chiến thắng. Mục tiêu của các con là phải làm tốt nhất và giành chiến thắng. Có rõ chưa hả các con? Dạ. Là nhỏ quá, mẹ chưa nghe gì hết. Là lớn hơn nữa. Dạ. Ngẩng cao đầu lên coi Barbie. Còn chơi Shadow, hãy làm cho đúng coi. Chị ơi, có một chút nữa thôi, có được không? Chơi Shadow, không được bỏ cuộc. Người tiếp theo. Ô, có gì chứ, anh nữa hả? Người tiếp theo. Ai cũng có thể làm được. Hãy cố gắng lên, làm cho thật tốt vào. Làm cái gì nhờ? Bây giờ người thi kế tiếp của chúng ta là thí sinh màn số 8, Joy Hunter. À, cái gì vậy? Tới lượt mình rồi hả? Ba ơi, hãy cố gắng lên. Ôi không, ba đã bị loại rồi. Hey, trời đất ơi, ba của các con không làm được trò trống dễ trơn à. Và sau đây là người tiếp theo, đó là thí sinh mang số 9, cô Nadia. Xin chào mọi người. Chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta là người sống chết cùng với nhạc rock. Thí sinh mang số 10, mời bước ra sân khấu. Là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Các thí sinh này thật sự rất đáng yêu. Xin được giới thiệu, đây là nhóm ba chị em. Wow. Cố lên Shadow. Cố lên. Cố lên nè. Cố lên. Kính chào mọi người. Con sẽ cố gắng hết sức. Ô nhi tự thao ô đi, chỉ ngủ hai dạ anh nhau. Đây đưa mình cha đu, dòng đang xu nhau cha đu. Mang con xu đi, sợ đắp khứ ghê. Đắp khứ ghê về, cho ba. Lai 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 lai, cô mê. Lai lai lai. Ô đi đừng chỉ gái xu ít sợ. Hãy chuẩn bị nhé. Ok. Một chút nữa thôi. Ừ.
Nếu như có thể giành được giải nhất thì chúng ta sẽ có thể ngủ trong một căn phòng thật là ấm áp và xem tivi. Không có ai hiểu được nhạc rock của mình hết trơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự làm bè mặt của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của anh. Nếu anh không làm mất tiền thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cắt điện rồi. Ai kéo chân tôi? Ai kéo chân tôi vậy? Còn ai vào đây nữa? Chính là ba con đó. Sao em nói anh làm chứ? Không phải anh đâu mà. Nước lạnh lắm. Em làm văng tung vé rồi nè. Em đừng giỡn nữa mà. Ê, em đúng thiệt là. Mau bỏ ra đi. Làm giống như vậy nè. Kéo căng nó ra. Rồi đó. Nào lớn hơn đi. Ôi chị ơi, nó bự quá rồi kìa. Dân xích cũng không bằng baby nữa. Chị nghĩ chúng ta không đấu lại. Cứ ở đó mà xem đi. Đừng có sợ, nó chịu được một tấn lận. Các con đang làm gì mà nhìn vui quá vậy hả? Đúng là phá quá mà. Hãy tắt nước ngay cho mẹ. Các con không biết là tiền nước đã tăng giá rồi hay sao? Dạ con tắt nước liền đây. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tấn công dân xích đi nào các em. Mau đưa đây cho mẹ. Mẹ sẽ dùng nước này để giặt đồ. Trời ơi, mẹ đúng là keo kiệt. Sao, con nói mẹ keo kiệt hả? Mẹ là như vậy đó, đưa đây cho mẹ. Cái gì đó? Con dám cả lời mẹ hả? Đưa cho mẹ. Sẽ biết tay mẹ. Giải thưởng khoa học Eureka. Mẹ ơi, tụi con có một xô đầy nước ở đây nè, cho tụi con ăn tối nha. Mẹ ơi. Cha Đu à. Hả? Cha Đu ơi, vào đây. Vào đây mau lên. Dạ thưa bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? Theo tôi chẩn đoán thì rất có thể bà nhà bị ung thư bụng. Triệu chứng của bà ấy rất giống ung thư bụng giai đoạn đầu. Hả? Ung thư bụng sao? Bà ấy kiểm tra sức khỏe lần cuối là khi nào? Bây giờ bà ấy cần phải làm sinh thiết, tiếp đó là thử máu và chụp cộng hưởng từ nữa. Cái gì? Bị ung thư bụng sao? Mẹ ơi mẹ. Mẹ phải ở đây hả ba? Tại sao nhở? Mẹ bị cái gì vậy ba? Mẹ không bị gì nghiêm trọng đâu con. Chỉ là huyết áp thấp mà thôi. Nhưng họ muốn giữ mẹ lại kiểm tra tổng quát cho chắc chắn thôi mà. Cha Đu à, trong mấy ngày này con phải cố gắng chăm sóc các em thật tốt nha. Con có biết chưa? Dạ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Ba ơi, là có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Ba xin lỗi con. Nhưng ba nói là mẹ sẽ khỏe lại mà. Nếu như mẹ khỏe lại, con hứa sẽ tiết kiệm mọi thứ. Con sẽ sử dụng lại giấy báo cũ. Đây là sao vậy Cha Đu à? Tụi mình chưa bao giờ đến nơi này hết. Bạn đưa tụi mình đến đây để làm cái gì vậy hả? Lẽ ra bạn nên nói với tụi mình là đến đây mới đúng chứ. Mình thật sự rất xin lỗi các bạn, nhưng mình có thể hứa với các bạn một điều này. Nếu như các bạn giúp mình thì sau này nếu mẹ các bạn bị bệnh thì mình nhất định sẽ giúp lại. Mình cũng sẽ leo lên núi giống như hôm nay. Giờ mình hiểu rồi. Tụi mình nhất định sẽ giúp bạn Cha Đu à. Tại sao bạn không trả lời chứ? Dĩ nhiên là đồng ý.
Vậy nghĩa là chúng ta sẽ leo lên ngọn núi đó rồi. Nhìn đây, là để hái nhân sâm núi. Nhưng mà chúng ta đâu có rành về nhân sâm. Thậm chí chúng ta còn không biết đi đâu để hái nữa mà. Hay lắm, mình biết rồi, chính là ông ta, đi theo ông ấy thôi. Nè mấy đứa, lên núi hái nhân sâm không có giống như đi dã ngoại đâu. Mấy đứa nên quay về đi. Ông ơi ông, làm ơn đi mà. Ông ơi ông, nếu như ông chịu giúp con lần này, con xin hứa nhất định sẽ giúp lại ông. Khi mẹ của ông bị bệnh giống như mẹ của con bây giờ. Nhưng mẹ của ta đã qua đời vào năm ngoái rồi. Chuyện đó, tôi thật là tồi tệ. Nhưng mà con xin ông hãy giúp mẹ của con được sống đi mà. Không phải, hãy giúp con làm điều gì đó trước khi tình hình của mẹ con xấu hơn đi mà. Nè các bạn ơi, giữ chặt ông ấy lại. Nè, không phải ai cũng có thể hái được nhân sâm đâu mà. Vì thật sự là anh con chỉ có thể có nhân sâm nếu như mơ thấy con heo vàng. Nè ông ơi, tụi con không bỏ cuộc vì câu chuyện vô lý đó đâu. Con sẽ nghe theo lời khuyên của ông. Đánh thức mình sau 30 phút nữa nha. Đôn Đôn, nhớ hãy xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô bé này đúng không phải là bình thường mà. Đây, đây là nhân sâm mà ta đã hái được cách đây vài ngày. Wow, đây chính là nhân sâm sao? Ngửi mùi của nó cảm thấy trong người khỏe liền luôn. Cái này khoảng 20 năm tuổi, có những cái 30-40 năm cũng giống như vậy. Vì vậy các con hãy nhìn cho cẩn thận. Các con phải nhớ tuyệt đối giữ im lặng. Nói lớn ở trong núi như vậy không có hay đâu. Ông ơi ông, có con gì trên đầu của con. Ông mất cái đề đi. Ông ơi ông, ở đây có chỗ nào bán nước ngọt không vậy? Ông có thể chụp cho tụi con tấm hình hay không vậy? Ở đây thật sự rất là đẹp. Nè các bạn ơi, đúng là nơi này rất là tuyệt vời. Nhưng chúng ta hãy từ từ có được không? Ông đã mệt lắm rồi đó. Nè ông ơi, ông tính đi đâu vậy? Đừng đi mà ông ơi. Hãy chạy theo mau lên. Nè đừng có chạy theo ta nữa mà. Ông ơi. Mình sẽ kéo bạn lên, mau nắm tay mình đi. Nè Minchi ạ, đứng yên, đừng có nhúc nhích. Rắn. Hãy mau bình tĩnh Minchi ạ, đừng có sợ, bạn sẽ làm nó nổi giận lên đó. Bạn đang làm cái gì vậy? Mình đang cố thử làm cho con rắn đó phân tâm. Hay quá, có hiệu quả rồi kìa. Minchi à, bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không vậy? Không sao, mình không sao hết á. Mình chỉ sợ quá. Các bạn ơi, có nhiều rắn lắm. Mình nghe thấy mùi. Các bạn ơi, đằng kia kìa, mình nhìn thấy cái gì đó. Mình tìm thấy rồi. Là nhân sâm. Erika, mẹ ơi. Các bạn có nghe thấy gì hay không vậy? Được rồi, chúng ta cùng nhau về thôi. Không sao rồi, bây giờ không cần phải chạy nữa. Nè Shadow à, bạn chạy đi đâu vậy? Mẹ ơi.
gì ôi, chứ? Xấu hổ quá. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết. Ôi, Chanu ạ. À, trời đất ơi, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đã đi vệ sinh, con dùng giấy báo, ông ấy đã chạy đi mất, xuất hiện một đàn rắn, rồi tụi con rớt xuống vực thẳm và có một con gấu. Mẹ ăn cái này đi. Hả? Gì đây? Con lấy nó đâu vậy? Con đã lấy nó ở trên núi. Hả? Cái gì chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng chết mẹ. Trời ơi, lại đây với mẹ. Trời đất ơi, sao tự nhiên làm chuyện dại dột vậy? Đã không sao rồi, mọi người hãy về nhà thôi. Hả? Tại sao lại như vậy hả bác sĩ? Bác sĩ không thể chữa cho mẹ con được nên mới cho mẹ con về nhà, có đúng không? Do mẹ của con ăn quá nhiều nên bị rối loạn tiêu hóa mà thôi. Ba ơi ba, không phải là mẹ đã bị bệnh ung thư hay sao hả ba? À, không phải, chỉ là do mẹ con ăn quá nhiều mà thôi. Mẹ đã đi vệ sinh nên bây giờ đã thấy khỏe hơn rồi. Thưa bác sĩ, nhà vệ sinh đã bị nghẹt rồi. Wow. Đây, Shadu à, có nhiều đồ ăn lắm đó, con cứ từ từ mà ăn đi ha. Dạ. Con là đứa con gái duy nhất trên đời đi tìm nhân sâm để chữa bệnh cho mẹ. Và nhân sâm đó chính là đây. À, đúng rồi, mình hãy ăn nó đi. Mẹ sẽ ăn cái này vào, nhà nhất định sẽ không bao giờ bị bệnh nữa. Mẹ ơi, nó thực sự rất ngon. Ôi trời ơi, trễ giờ rồi. Tôi đây nè. Ôi trời ơi, tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Nè, tiền của chị đây. Cảm ơn chị nhiều. Nhân sâm 38 tuổi không dễ tìm đâu nha. Tôi cũng biết là nhân sâm quý. À, nhưng mà chị có chắc là bán nó đi sẽ không sao chứ? Vì con của chị đã lấy nó cho chị mà. Nếu biết được nó sẽ buồn lắm. Shadow sẽ không biết đâu mà. Tôi đã mua rễ cây cát cánh và đã ăn trước mặt của nó rồi. Vì vậy chị đừng lo. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tới đó mà hỏi. Nè, nè, chị ơi, vậy thầy bói đã nói cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, chị biết không? Bà ấy nói là nếu tôi đi về hướng Tây thì sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nên dọn đi. Công nhận là bà thầy bói đó nói hay quá trời luôn. Ôi trời, thầy bói sao? Đúng là như vậy á. Tôi cũng công nhận là bà ấy đúng là giỏi ghê gớm. Bà ấy nói đúng, con tôi xếp hạng mấy ở trường luôn. Đúng đó, nhưng mà không chỉ có như vậy thôi đâu. Tôi đã nghe nói là bà ấy có thể thấy được ở quá khứ. Vì vậy tôi đã trả nhiều tiền hơn để xem cho tôi đó. Thấy được quá khứ. Giấc mơ trở thành Chu Hi An của cha đô. Dạ đây ạ. Được rồi, hãy mà ngồi xuống đi. Cứ thoải mái, đừng có hồi hộp nha. Bạn có chắc chắn không đó Chadu? Dĩ nhiên là chắc rồi. Coi bói chắc là thú vị lắm đây. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại đi. Khi ta đếm tới 10, con sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Nào, hãy nhắm mắt lại đi. Thiêu linh linh, dơ linh linh. Thiêu linh linh, dơ linh linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiểu thương à, xin con hãy mau xuống đi, con đã trễ giờ học rồi đó. Thì anh đang à, có thích trái hồng vàng không? Ồ, cứ như vậy cô ta sẽ không bao giờ kiếm được chồng đâu. Nè, nói năm nay gia đình của Chun Hi An đã không nhận được lời cầu hôn nào. Không nhận được là quá đúng rồi. Chàng trai nào mà có thể thích Chun Hi An được chứ? Cô ấy xinh đẹp quá. Mà cô gái trẻ xinh đẹp đó là ai vậy hả? À, là cái bà Chun Hi An xấu xí hung dữ đó mà. Đừng có nói bậy, ngươi đúng thiệt là. Tại sao ngươi lại dám nói vậy về một người con gái đoan trang và xinh đẹp như vậy chứ? Người nào khùng điên dữ lắm mới nghĩ là bà Chun Hi An đoan trang và xinh đẹp. Đứng lại mau.
Cậu ấy nói đúng lắm. Trời ơi đẹp quá. Kim thay giám, ngươi có biết cô gái trẻ xinh đẹp đó là con gái của gia đình nào không vậy hả? Thần thật sự xin lỗi thưa hoàng tử, nhưng thần nghĩ đó chính là một người đàn ông đang mặc váy đầm. Ngươi dám nói như vậy hả? Ngươi dám đùa giỡn về cách nhìn về nữ nhân của ta sao? Hãy nghe đây, ngươi hãy mau đi lại đó và tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Cô ấy tên là gì? Vậy là con gái nhà ai? Chàng đã yêu cầu đưa cái này tới cho ta sao? Dạ đúng như vậy đó. Đó là thư của sơn hôn con trai hoàng tể tướng của triều đình. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thiên đa nè, nhưng mà ta còn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Thật ra thì ta vẫn chưa rành chữ Hán nữa. Hả? Thiên đường trái đất màu đen màu vàng. Không hiểu tại sao nàng Chun Hian lại không chịu trả lời. Ngươi có chắc chắn nàng Chun Hian đến trường này để học chữ không vậy? Tôi dám chắc như vậy đó. Kìa Chun Hian ở đằng kia kìa. Dạ thưa thầy, nếu như có thể thầy cho em bắn thử có được không vậy? Không lẽ đó chính là chàng trai rất nổi tiếng, công tử đẹp trai sơn hôn? Sơn hôn, em đến đây làm gì vậy hả? Dạ chào thầy, thầy vẫn khỏe mạnh chứ? Cha em nói là em hãy đến đây để chào hỏi thầy, nên em mới đến đây đó thưa thầy. Không ngờ giờ em đã lớn như vậy rồi. Hãy cho ta xem em bắn cũng như thế nào đi. Xin phép ta muốn nhờ nàng một việc. Nàng có thể lấy giùm ta cái mũi tên kế tiếp có được không? Được thôi, chuyện đó có khó gì đâu. Hơn nữa tư cách của chàng rất lịch sự, và vì chàng bắn rất giỏi nên ta đề nghị một mũi tên dài hơn. Đây, chàng cầm lấy đi. Ta xin đa tạ nàng. Ngươi có dám thiên tài bắn cung với ta không sơn hôn? Là hoàng tử, thần xin chào hoàng tử. Không biết người tới đây để làm gì vậy? Hôm nay ta có nhã hứng muốn đi tới đây để kiểm tra những gì ta đã học được. Vì vậy ta cũng muốn được tham gia thi bắn cung. Chun Hian, nàng có thể lấy mũi tên giùm cho ta được không? Thật không ngờ hoàng tử cũng biết tên của thần nữa. Nàng có lấy giúp ta không? Thần sẵn lòng thi tài với hoàng tử. Ngươi thiệt là vô lễ. Được rồi, giờ tới lượt của ta. Nhưng ta lại thích dùng mũi tên mà Chun Hian đã lấy kìa. Đưa đây cho ta. Người không được lấy nó, trả lại đây cho thần. Người dám cãi là lệnh của hoàng tử hay sao? Thần không thể đưa nó cho người được, dù người là hoàng tử đi chăng nữa. Đưa cho ta. Không được thưa hoàng tử. Là chuyện gì vậy? Mũi tên trật mục tiêu quá xa rồi. Xém nữa là trúng rồi. Nàng ấy thật là đặc biệt. Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đã bị trễ giờ rồi kìa. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chắc chắn bữa tiệc sinh nhật của Đức Vua sẽ có nhiều khách mời tham dự lắm. Nhưng thưa tiểu thư, chính hoàng tử Dương Sắc đã đích thân mời riêng cơ mà. Có ai ở nhà không? Ôi trời ơi. Xin chào tiểu thư Chun Hian, xin mời cô hãy lên kiệu. Chủ của tôi sai tôi tới đây để mời tiểu thư lên đường đó. Xin chào tiểu thư Chun Hian, xin cô xem qua cái kiệu này. Kiệu này có thể mở mái phía trên ra, là cái đầu tiên ở Joseon. Vui lòng hãy đem cái kiệu cũ kỹ này đi chỗ khác giùm. Tiểu thư Chun Hian sẽ dùng kiệu này để đi đến lâu đài. Nè, ông nói cái gì vậy? Tiểu thư Chun Hian sẽ tự mình quyết định bước lên cái kiệu nào mà. Vậy tiểu thư sẽ lên kiệu nào? Tiểu thư đã có quyết định chưa? Có rồi, ta đã có quyết định rồi.
Quá xin mời, xin mời. Nàng đã đến rồi. Junhyun cuối cùng thì tại sao ngươi lại gọi Junhyun trong khi nàng ấy không có ở đó? Rồi mời nàng ra Junhyun để ta dìu nàng vào trong. Gì vậy? Xin lỗi nha, ta thích cưỡi ngựa hơn. Dĩ nhiên là được. Junhyun, ta muốn biết cảm giác trong lòng nàng hiện giờ. Giữa ta và Sơn Hun, nàng nhất định phải chọn một người thôi. Nhưng mà thưa hoàng tử, người nói đi, thần phải chọn như thế nào đây? Giữa hai người thật không biết phải chọn ai hết. Đây là một quyết định rất khó khăn đúng không? Nếu vậy, nàng hãy chọn người nào mà trái tim của nàng đang mách bảo á. Đúng như vậy, ta cũng muốn có câu trả lời rõ ràng, Junhyun à. Nhưng mà hiện giờ ta vẫn chưa thể. Nè hoàng tử Junhyun, con đang làm gì ở đây vậy hả? Thì ra là mẫu hậu. Thì ra con chối từ tất cả những cô gái mà ta đã chọn cho con. Chính là gì? Cái cô gái thường dân xấu xí này sao? Thưa mẫu hậu, chuyện này không phải. Cô thật là cả gan. Thân phận thấp hèn của cô không thể nào xứng với hoàng tử được đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cung ngay lập tức. Người không sao chứ hoàng tử? Người phải nên cẩn thận. Ichime đã đột nhập vào đây rồi. Người mới nói cái gì đó? Cẩn thận đó. Ôi, hoàng tử. Chắc là do hoàng tử hoảng sợ quá. Hãy đưa hoàng tử về phòng đi. Hãy nhanh lên. Dù gì đi nữa ta cũng không chấp nhận cô đâu. Nhưng ta sẽ trả công cho cô. Cô muốn gì nói? Dạ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Đúng là thường dân thấp hèn. Junhyun, ta đã trở về rồi. Ta đã đậu trạng nguyên ở kỳ thi vừa qua nè. Anh công tử Sơn Hun thật là giỏi quá. Junhyun à, đã lâu không gặp. Hãy lập tức báo cho Junhyun biết ta đang ở đây, mau lên. Nhưng rất tiếc tiểu thư Junhyun hiện giờ không có ở nhà. Nàng ấy đã đi đâu rồi? Được rồi, không sao hết. Ta sẽ đợi nàng ấy trở về. Công tử không thể đợi được đâu. Tiểu thư sẽ không trở về nữa. Bởi vì tiểu thư Junhyun đã kết hôn với Ichime rồi. Hết giờ rồi cháu gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Shadow à, Shadow à, mau thức dậy đi Shadow. Shadow à, bạn ổn chứ, có thấy mình không? Ôi Hyandan à, Ichime đâu rồi? Bạn nói cái gì vậy? Nè con, hãy mau thức dậy đi, người khách kế tiếp của ta đang đợi ở bên ngoài đó. Thế nào hả, bạn có thấy quá khứ của bạn hay không? Mình có một cảm giác giống như là mình nằm mơ vậy đó. Mình không chắc nữa. Rồi cô hãy mau nhắm mắt lại đi. Sau khi ta đếm tới 10, cô sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở trong quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy quá khứ thiệt sao? Đúng vậy. Đúng là hỗn ngược. Bà dám đưa tay lên đầu của ta sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈을 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 줄 거야